Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Minh Đường Tử Vi. Hôm nay mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, tuần này người tuổi Tý khá hào hứng chào đón tuần mới và bạn giữ được nguồn năng lượng luôn tràn đầy trong công việc. Thời điểm này, trong đầu bạn nảy ra không ít những ý tưởng sáng tạo và dự định thú vị, tin vui là hầu hết chúng đều có thể áp dụng được ngay, hứa hẹn gặt hái được những thành tích mà đến chính bạn cũng phải bất ngờ. Chẳng những công việc, đường tài lộc của bạn cũng khá lý tưởng, thích hợp để đầu tư hoặc kinh doanh khi được chính tài soi dọi tuy nhiên trước khi tiến hành cần phải nắm rõ tình hình tránh bị thua lỗ hoặc bị kẻ xấu lừa lọc thời tiết tuyệt vời như tuần này rất thích hợp cho các cặp đôi nuôi dưỡng cảm xúc lãng mạn hãy dành nhiều thời gian hơn để ở bên một nửa yêu thương của bạn tình cảm sẽ càng thêm bền vững nếu đôi bên luôn quan tâm và sẻ chia mọi điều trong cuộc sống với nhau thiên cầu hung tinh gây hại cho sức khỏe của mệnh chủ đó là lý do bạn thường xuyên có cảm giác khó chịu bất an thời gian này, bản mệnh nên chăm sóc giấc ngủ của mình, nếu thường xuyên ngủ đủ giấc thì sức khỏe của bản mệnh cũng đã được cải thiện rõ rệt. Tử vi tuần mới của tuổi sửu từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2021. Vận trình của người tuổi sửu trong tuần mới không có nhiều biến động, mọi thứ diễn ra bình ổn, không gian chuyên nhưng cũng khó đạt được sự đột phá rõ ràng nào nhất là khi ngay đầu tuần, thương quan cho thấy bản mệnh chưa thực sự dồn hết tâm sức vào công việc mình đang làm nên khiến cho nhiều lỗ hổng làm ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Thiên đức cát tinh mang đến cho con giáp này sự hỗ trợ không nhỏ của người bên cạnh, nhắc nhở bạn về những thiếu sót của bản thân để kịp thời sửa chữa, gạt bỏ những hung hiểm vấp phải. Đó cũng là bởi thường ngày những chú châu luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên bây giờ được đền đáp xứng đáng cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ của tuổi sửu đều khá ổn định con giáp này được thiên tài ở bên nâng đỡ nên biết cách cân đối thời gian để không làm ảnh hưởng đến công việc chính mà vẫn kiếm được nguồn lợi từ nghề tay trái của mình dù vậy đường tình duyên trong tuần này của tuổi sửu không có nhiều khởi sắc con giáp này thiếu sự tinh tế trong chuyện tình cảm luôn muốn người ấy nghe theo sắp xếp của mình không để cho đối phương có tiếng nói trong mối quan hệ giữa hai người nên tình cảm có phần thiếu khăng khít tử vi tuần mới của tuổi dần từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2021. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, người tuổi dần trong tuần thứ 3 của tháng 10 năm 2021 sẽ phải đối mặt với khá nhiều vấn đề trong cuộc sống. Công việc tuy vẫn được chính ấn nâng đỡ nhưng vẫn gặp phải không ít khó khăn, trở ngại trên con đường thực hiện, bản mệnh phải tốn nhiều thời gian hơn người khác để tìm thấy mục tiêu đã chọn đặc biệt cần thận trọng từng lời ăn tiếng nói và cách hành xử ở giữa tuần khi thiên quan xuất hiện hung thần này mang theo họa tiểu nhân có thể tung ra những lời đồn thổi thị phi ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cá nhân của con giáp này điều đó có thể sẽ thổi bay cơ hội tiến thân trong tương lai của bản mệnh hãy chú ý để không mắc phải sai lầm đầu tuần vận tài lộc của những chú hổ không tốt khi mà có kiếp tài án ngữ và gây khó khăn cho con giáp này trong chuyện kiếm tiền đã thế còn phải chi tiêu đủ thứ ngoài kế hoạch song đừng quá lo lắng bởi cuối tuần tài lộc vượng bản mệnh cố gắng chăm chỉ làm việc thì sẽ chẳng lo thiếu tiền tiêu trong tuần có bạch hổ hung tinh cho thấy rắc rối liên quan tới sức khỏe dễ gặp tai nạn sự cố bất ngờ cho nên khi di chuyển đi lại trong thời gian này bản mệnh chớ nên chủ quan khả năng cao có họa huyết quang gây ra cho bạn không ít phiền phức liên quan cả tới tiền bạc đấy Tử vi tuần mới của tuổi Mão từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp thấy rằng người tuổi Mão được tử vi cắt tinh trợ mệnh nên mọi chuyện trôi qua khá êm đềm. Công việc đang lúc tiến triển suôn sẻ, thiên ấn và chính quan cùng xuất hiện cho thấy bản mệnh có nhiều tiềm năng phát triển. Tử vi đông phương, về phương diện tình cảm, nếu biết dung hòa các mối quan hệ, cuộc sống gia đình cũng như tình cảm vợ chồng của mệnh chủ sẽ được cải thiện rất nhiều người độc thân cần dành thời gian chăm sóc vẻ bề ngoài nhiều hơn để tạo ấn tượng mạnh với người mình thầm mến nếu như muốn nhanh chóng chinh phục trái tim họ con giáp này vốn là người năng động và ham học hỏi nên không khó để có thể tìm được cho mình cơ hội thăng tiến trong khả năng một tuần làm việc sẽ trôi qua nhanh chóng và thư thái nếu những chú mèo biết giữ thái độ khiêm tốn và tận dụng được sức mạnh tập thể điểm nổi bật lớn trong tử vi tuần mới của người tuổi mão có lẽ chính là đường tài lộc khởi sắc rực rỡ ở cuối tuần cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện, báo hiệu rằng con giáp này dù làm nghề gì thì cũng có thêm tài lộc về tay, các khoản thu nhập chính và phụ đều trên đà tăng tiến. Tử vi tuần mới của tuổi thìn từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp, với người tuổi thìn, vận trình tuần mới dự báo có những khó khăn mà bản mệnh phải đối mặt vào những ngày giữa tuần do tỷ kiên gây hại. Cảm giác bất an khá rõ, khiến bạn luôn trong trạng thái bồn chồn, thấp thỏm không yên. Thế nhưng, bạn đừng quá lo lắng, mọi việc sẽ lại tốt đẹp trở lại ngày thôi, nhất là những ngày cuối tuần sẽ có khởi sắc rõ rệt. Khi đối diện với khó khăn trồng chất trong công việc, những chú rồng nên giữ thái độ bình tĩnh và khiêm tốn. Ngoài ra, nên học hỏi kinh nghiệm của người đi trước để rút ra bài học cũng như phương hướng phát triển sự nghiệp. Tài lộc trong tuần lên xuống trầm bổng khá bất thường ngay từ đầu tuần đã được chính tài chiếu mệnh giúp bạn nhận được những cơ hội kiếm tiền làm giàu khả quan. Song đại hao hung tinh cảnh báo bản mệnh đang có dấu hiệu chi tiêu thiếu kiểm soát đấy nhé, bạn nên xem xét lại kế hoạch chi tiêu của mình. Bạn sẽ phải tiết kiệm nhiều hơn nếu muốn đầu tư vào tương lai. Chuyện tình cảm của con giáp này với nửa kia không được thuận lợi cho lắm. Có nhiều vấn đề nảy sinh giữa hai người, mâu thuẫn cũ mới chồng chất khiến mối quan hệ luôn trong tình trạng căng thẳng, cãi vã như cơm bữa tốt nhất hai bạn nên ngồi lại và trò chuyện thẳng thắn với nhau. Tử vi tuần mới của tuổi tỵ từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, vận trình của người tuổi tỵ trong tuần này càng về cuối tuần sẽ càng thuận lợi hơn. Do đó, nếu có việc quan trọng, bạn nên để tới cuối tuần rồi hãng tiến hành hoặc đưa ra quyết định để cắt khí tăng thêm, mọi chuyện sẽ thêm phần thuận lợi. Đầu tuần có thương quan khiến tâm trạng của những chú rắn có phần bất ổn, dễ nổi cáu với sai lầm của người khác. Bạn thậm chí còn không cho đối phương cơ hội giải thích mà lập tức đưa ra kết luận về sự thiếu năng lực của người ấy. Thái độ này sẽ khiến bạn vô tình gây thù chuốc oán mà không hay biết, hãy cư xử tinh tế hơn nhé. Trong tuần còn có sự xuất hiện của tiểu hao là điểm báo hao tài tốn của mà mệnh chủ không được chủ quan có thể ban đầu chỉ là những khoản chi tiêu nhỏ nên bạn không để ý, nhưng để lâu sẽ gây ra ảnh hưởng lâu dài ảnh hưởng tới nguồn tài chính của bạn đấy. Bù lại, chuyện tình cảm của bản mệnh trong tuần mới khá êm đềm. Có nhiều tin vui đến với người tuổi tỵ độc thân, tuy nhiên các cặp đôi hãy thường xuyên đổi mới để hâm nóng lại mối quan hệ, đó cũng là một cách để khiến tình yêu dù qua bao nhiêu năm vẫn tươi mới như thuở ban đầu. Tử vi tuần mới của tuổi ngọ từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2021. Người tuổi ngọ trong tuần này đụng độ ngũ quỹ hung tinh, có điểm tiểu nhân gây trở ngại khiến bạn khó mà được yên thân. Tiểu nhân tìm cách ngáng trở, cướp đoạt công sức còn đặt điều vu khống khiến những chú ngựa luôn trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi vì những việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Cũng may có chính ấn nhập cục, giữ cho tình hình không quá rối ren bản mệnh biết cách để chứng minh năng lực đập tan chiêu trò của kẻ tiểu nhân cũng như cố gắng hoàn thiện thiếu sót của bản thân cũng may tinh thần làm việc hăng say và cống hiến của con giáp này được cấp trên và đồng nghiệp nhìn nhận tốt nên bạn vẫn được mọi người tin tưởng rất lớn tài lộc trong tuần không quá vượng thậm chí nếu không cẩn thận con giáp này còn có thể vướng họa phá tài do kiếp tài gây ra bất cứ lúc nào con giáp này chớ nên ỷ thế kiếm được tiền mà tiêu xài hoang phí nếu không có tiền núi cũng đến ngày cạn kiệt thời điểm này, vận trình tình cảm của con giáp này có phần khởi sắc hơn, tình duyên không còn là nỗi lo quá lớn vì bản mệnh đã tìm được người tâm đầu ý hợp, có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Tử vi tuần mới của tuổi mùi từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2021. Bước sang tuần mới, hung vận lấn át cát vận báo hiệu một tuần khá gian chân với người tuổi mùi khối lượng công việc ngày càng nhiều áp lực tăng lên khiến con giáp này có những thời điểm không bắt kịp tiến độ chỉ một phút mất mất tập trung sẽ gây ra một vài lỗi nhỏ do đó bạn nên lập kế hoạch rõ ràng làm việc có trọng tâm và cẩn trọng thì mọi chuyện đều ổn thỏa cũng may là càng về cuối tuần mọi chuyện càng dễ thở hơn mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua bằng nỗ lực của mình bản mệnh cuối cùng cũng tìm ra được hướng đi cho mình cũng như cách thức để giải quyết những khó khăn ở thời điểm hiện tại Đồng thời, những chú dê cũng cần nhìn lại những sai lầm của mình để không vấp ngã ở cùng một chỗ. Thực thần sẽ giúp con giáp này có thể gặt hái được nhiều thành quả trong việc kinh doanh. Tuy nhiên, thương trường như chiến trường, việc kinh doanh cũng giống như một canh bạc, khi thắng khi thua, có lúc dựa vào thực lực nhưng cũng có không ít thời điểm phải trông đợi vào may mắn. Dù thế nào, bạn cũng đừng nên nản lòng thoái trí, cứ kiên trì rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Thái âm là cắt tinh trong chuyện tình cảm của bản mệnh trong tuần này nhân duyên tốt đẹp, có một số điều vốn chính bạn không trông đợi nhiều nhưng nay đã xảy ra. Những ai độc thân cũng sớm sẽ có thêm niềm vui mới cho mình trong thời gian này. Tử vi tuần mới của tuổi thân từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, công việc của người tuổi thân có dấu hiệu khởi sắc vào thời điểm đầu tuần này nhờ được hưởng cát khí từ chính quan nâng đỡ, thế nhưng đến cuối tuần lại có dấu hiệu đi xuống do chịu ảnh hưởng của thương quan. Hung thần này sẽ gây không ít khó khăn khiến bạn một phen lao đao. Những chú khỉ rất dễ vướng phải mâu thuẫn, tranh chấp với đồng nghiệp và thậm chí là cấp trên do những quan điểm trái ngược. Bạn cần phải giữ bình tĩnh, suy xét cẩn thận trước khi phát ngôn, không nên hành động quá nóng này gây ảnh hưởng đến tiền đồ của mình đồng thời trong tuần này dịch mã động tinh cho thấy bản mệnh khá vất vả khi đi lại thường xuyên đi làm ăn xa trong thời gian này tuy nhiên những khó khăn trước mắt sẽ được đền đáp xứng đáng dù bạn xa nhà nhưng được nhiều người hỗ trợ giúp sức công việc bận rộn gần như đã lấy hết thời gian của người tuổi thân nên những bạn độc thân chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ tới chuyện yêu đương người đã có đôi hay đã lập gia đình cũng nên chú ý phân bổ thời gian hợp lý cho công việc và gia đình để mọi thứ được cân bằng Tử vi tuần mới của tuổi Dậu từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2021. Tử vi tuần này 12 con giáp tuần mới người tuổi Dậu có không ít thách thức nhưng kèm theo cả cơ hội, đòi hỏi bản mệnh phải luôn tỉnh táo để có thể đón nhận mọi thứ. Ngay từ đầu tuần những chú gà đã vấp phải họa tiểu nhân do thiên quan gây ra, có nhiều khó khăn cản trở khiến cho bản mệnh không thể đạt được những mục tiêu mình đã đề ra. Tuy nhiên, tuổi dậu cũng không cần quá lo lắng bởi xem tử vi tuần mới thì thấy các tinh thái dương vẫn đang ở bên, giúp cho con giáp này vượt qua những cửa ải gian nan nhất. Quý nhân nam mệnh sẽ xuất hiện và chỉ cho bạn lối đi phía cuối con đường. Trong tuần, bản mệnh còn đón tin vui tài lộc nhờ sự che chở của chính tài và thiên tài. Hai các thần này cùng hiệp sức để tạo ra những cơ may tài lộc lớn đến bất ngờ. Chỉ cần mệnh chủ bình tĩnh và sáng suốt để không mắc sai lầm, không để tiền bạc rơi vào tay người khác thì hoàn toàn không phải lo thiếu tiền tiêu. Tử vi tuần mới không hỗ trợ cho vận trình tình cảm của con giáp này. Những chuyện lặt vặt dù nhỏ nhặt cũng có thể trở thành nguyên nhân cho những cuộc cãi vã, căng thẳng giữa các cặp đôi, đòi hỏi cả hai cần chú ý lời nói để không gây tổn thương cho đối phương. Tử vi tuần mới của tuổi Tuất từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2021. Vận trình tuần mới của con giáp tuổi Tuất không ngừng lên bổng xuống trầm nhưng nhìn chung là không có gì đáng lo ngay từ đầu tuần tài lộc của bản mệnh đã cực vượng thực thần nâng đỡ cho bạn nhanh chóng tìm thấy cơ may để kiếm tiền con giáp này không bỏ lỡ cơ hội và thu về nguồn lợi đáng kể thời điểm đầu tuần công việc không được hanh thông cho lắm chưa thực sự tập trung nên hiệu suất sụt giảm rõ rệt nhưng càng về cuối tuần vận trình của bạn càng thêm phần suôn sẻ khi được chính ấn chỉ lối dẫn đường bản mệnh cũng không mắc phải sai lầm gì Thái Tuế hung tinh xuất hiện và cảnh báo con giáp này không nên xuất hành xa trong tuần này, có điểm báo xui xẻo gần kề. Tuổi Tuất nên hạn chế những chuyến đi xa không cần thiết để bảo đảm sự an nguy cho chính bản thân mình. May mắn là chuyện tình cảm của bạn không có nhiều biến động trong thời điểm này. Các cặp đôi cần chú ý hâm nóng tình cảm vợ chồng, đồng thời dành thời gian để chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống, không nên quá chú tâm cho công việc hoặc sở thích của riêng mình mà vô tình tạo ra khoảng cách. Tử vi tuần mới của tuổi hợi từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2021. Người tuổi hợi đón một tuần mới khá bình ổn, mọi thứ đều trôi qua rất êm đềm, nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Nhờ vậy mà bản mệnh sẽ thấy tinh thần vô cùng hứng khởi, làm việc gì cũng nhanh hơn, đạt hiệu suất bất ngờ. Đôi lúc vẫn có những khó khăn xuất hiện cản trở xong con giáp này đã thuận lợi xử lý, giành được cơ hội thăng tiến trong khoảng thời gian tới bạn cũng được cấp trên vô cùng tin tưởng và an tâm mỗi khi giao nhiệm vụ cho bạn tài lộc không có nhiều biến động nhưng cơ bản bạn vẫn có một nguồn tài chính ổn định nhờ tích góp từ trước bản mệnh có thể thoải mái làm những việc mình muốn bằng chính số tiền mình đã làm ra được song chớ vì vậy mà chủ quan đặc biệt là các kế hoạch đầu tư cần tính toán cho thật kỹ càng bách việt trợ nhân duyên nhập cục đào hoa vẽ lối con giáp này nếu còn độc thân thì sẽ sớm có cơ hội gặp gỡ những người khác phái có khả năng kết đôi với mình các cặp đôi hòa giải những hiểu lầm cũ giải quyết mâu thuẫn còn đang tồn động và tìm lại sự bình yên khi ở bên nhau cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại